Alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Yu-Gi-Oh! Power Up Chaos tiếp. Thì đây là series hợp tác giữa mình và bạn Okada Hanabira ha. Rồi thì bữa nay chúng ta sẽ đến với bốn ván bài đầu tiên trong cái phiên bản Madrid Darkness này. Thì nói chung đây cũng chẳng phải là đầu tiên bạn Okada Hanabira bạn ấy chơi cái bộ bài này. Đúng là chơi cái phiên bản mod này, nhưng mà lần trước bạn ấy chơi thì khá là thiếu bài, lần này bài thế này đủ hơn chút rồi, nên chúng ta cũng hy vọng là có những dáng bài nó hay hơn. Rồi để coi 44 đấu 40. Rồi ok, cũng được ấy. Rồi bài ra như vậy cũng được, đấu với Maric như vậy mới chơi được. Mà ông bạn mình rất thích chơi Nerofear, mà Nerofear thì cũng là một cái lá bài mà để coi nào. Hình như Maric cho bảo mod này cũng hay chơi, không chơi nhiều lắm, tại Maric ra phần xà thần ra. Tại vì Nerofear vốn là bài, nếu mình nhớ không lầm, là của Bakura cơ, chứ không phải của Maric. Maric là xài thần ra. Ở bên này thì Maric cũng được xài thần ra luôn, cũng được xài Nerofear luôn. Có điều là xài thần ra với con máy khoan là chủ yếu. Đặc biệt là cái lá bài mà con cá sấu á, mà hệ thủy của Maric mới là con nguy hiểm nhất bên này, nó cứ đứng nó hồi máu hoài mình cũng mệt. Còn cái máy khoan này trong tay Maric thì khá là nguy hiểm, mà vô tay mình đôi khi hơi yếu, tại Maric đa phần sẽ có hệ âm. Mà Maric thì ổng xài quá hệ âm khá là nhiều, đa phần quá của Maric là hệ âm với hệ thủy, cho nên là cái máy khoan này dùng đôi khi hơi có bắn bài qua đầu ảnh, trừ khi là úp bài xuống hơi có ảnh ngửa bài lên thì mình cũng chịu. Rồi ok, bắn phát bài qua đầu luôn. Chứ là ông bạn mình ổng khá thích cái chiêu bắn bài qua đầu này các bạn. Cái con này về cơ bản là nó mod lại từ cái con người thằng lằn mà nó cởi trên lưng con rồng con đó nha các bạn. Ồ, cái lá này thì mệt rồi. Bên kia nó là Fusion, qua đây thằng quái thường, nó bấm mod để dùng con này dễ hơn. Nói chung là cái lá máy khoan này là lá mod nha các bạn. Về cơ bản là nó có thật chứ không phải là bài xạo. Nhiều bạn cứ nghĩ là bài mod là bài xạo, không phải. Bài mod vẫn là những lá bài có thiệt, nhưng mà bởi vì nó không có trong 71 xin lỗi các bạn, 771 lá bài gốc đó các bạn hiểu không. Cho nên là trong mấy cái bản mod này thì đa phần là những cái bạn mà làm ra cái bản mod là phải mod lại, bổ sung thêm. Thường thì mấy bản mod nó sẽ có hơn khoảng một nó sẽ có hơn 1000 lá bài, tại mỗi bản mod nó khác nhau, nhưng mà tụ chung lại là khoảng 1000 lá nha các bạn, hơn 1000 lá. Đa phần mình thấy cái bản mod là nó như vậy. Mỗi bản mod thì nó mod kiểu này mod kiểu kia, nhưng mà đa phần là vẫn dựa trên mấy lá bài gốc, một số lá thì vẫn giữ nguyên, một số lá thì nó chỉnh lại đủ thứ. Nhưng mà tụ chung lại thì nó cũng không thay đổi quá nhiều, tại vì nó cũng có những cái mà những của những phiên bản sau mà nó không thể nào làm được. Ví dụ như trong cái bản mấy cái bản mod về Yuki hay là Yusei về sau á, thậm chí là Yuma, thì chỉ có cái dung hợp của Yuki á, là tại do ngay từ đầu đã có rồi thì mới dùng được. Còn ví dụ như là những cái như là Syndro của Yusei hay là Isset của Yuma là mod hoàn toàn, mà nó cũng dựa trên cái dung hợp thôi chứ không phải là Isset hay là Syndro thực sự nha các bạn. Rồi cái đó thì đương nhiên là mình chịu, là tại đây là mod mà. Như mình nói đó, game này ra mắt hồi năm 2003, có vài, nhưng mà nếu không làm thì bản Yugi The Destiny là ra năm 2003, nhưng mà những cái bản sau đó như cái K3 Revenge hay là Suede Passion á thì nó ra năm 2004. Nhưng mà nói chung thì cách nhau có một năm thì nó không ý nghĩa gì cả các bạn ạ. Nói chung là vào đợi thời điểm cái mấy cái bản gốc nó ra thì chỉ mới có 771 lá bài thì cũng dễ hiểu thôi, hoặc là có thể đã có nhiều hơn, nhưng mà bên nhà phát hành thì họ chỉ muốn ra bao nhiêu đó bài thôi, chứ không muốn ra nhiều quá. Mấy lá bài khác do là thiếu bài nhiều quá, thiếu này thiếu kia, cho nên đó là bên mấy bạn như là modder á, làm thêm vậy đó cũng bình thường đó các bạn. Những có những tựa game nó cũ rồi mà nó sống được tới ngày hôm nay đa phần là nhờ modder. Rồi thật ra xuất hiện, nói như là thật ra thì mình biết là thật ra là một cái lá bài khá là lợi hại chứ không phải là bèo nghèo gì đâu. Nhưng mà tại vì trong cái bản mod này thật ra chỉ đơn giản là một con quái mạnh thôi các bạn. Các bạn muốn có thần ra hay mấy vị thần khác mà nó có mod, nó có effect hay cái gì đó, đa phần phải chơi mấy cái bản mod khác. Thường là cái bản mod mà được đánh giá cao nhất về việc làm effect là bản mod của Bakura The Dark Spirit nha các bạn. Thật ra đó cũng là bản mà nhiều bạn thích chơi nhất. Một số bạn thì cứ hỏi mình về cái bản mod, về cái bản mod đó các bạn hỏi chỗ tải. Thật ra mình tải có một chỗ mà không có tải nhiều chỗ, cho nên là cái đó thì các bạn cứ thoải mái.
mình chủ động mình chỉ thôi, tại cái này remote miễn phí mà, có ai tính phí gì đâu mà phải ngại. Ông bà mình nó quăng vô vậy thì thôi giờ ông nên quăng con cá sấu kia thì hay hơn. Nói chung là không, mình không biết nó có phải cá sấu hay không, nhưng mà nhìn nó giống cá sấu mình gọi đại là cá sấu đi, chứ nó chỉ cơ bản chỉ thuộc lớp bò sát thôi. Nó cũng là một cái nhóm bài trong cái này, ví dụ con này là hệ thực vật nè, thuộc tính là cái biểu tượng ở trên gốc của lá bài, còn cái hệ của nó là nó nằm ở cái bên dưới cái tên ấy. Rồi ok, vậy cũng hay. Rồi một hồi mình úp lá này xuống, nếu mà nó bắn thì mình lấy lá bài mình về thôi. Ông bạn mình ông tính nãy mới nãy tính chê ổng là làm mất lắm Motor Demon, ai ngờ chắc ổng cũng tính này tính kia hết rồi. Chà ai nó cũng khôn đây đúng rồi, hai bên chia trưởng nhau, cái này khá là hay đấy. Thật ra lá bài này mặc dù là nó mod lại từ con bọ thịt người, nhưng mà thực sự sao là sau khi mà nó đã dở lên rồi thì nó cũng không phải mạnh lắm, tại công 1200 mà thủ 800 thì nó cũng chỉ ngang với lại con dê bộ xương do mammoth của Yugi và bản gốc thôi. Chẳng qua là con này nó có cái effect khá là ngon, nhưng mà 1200 trừ khi là vô sơn lên 1700 thì còn có đất sống, chứ còn 1200 để về dễ thăng lắm, chỉ có cho bản gốc của Yugi 1200 thì có thể chịu đựng được thôi. Nhưng còn qua mấy bản mod này rồi 1200 chả là gì, thậm chí là từ thời OK3 với là Zuyo Soi á là 1200 là đã không có đất sống rồi các bạn. Rồi ok, vậy mình chịu lỗ một tí cũng được. Tại cái lá bài kia của mình, nếu mà bây giờ lấy thì là lấy lại mình chứ không phải lấy của đối phương. Rồi vậy cũng được. Nói chung là ảnh mất thằng ra rồi, giờ trừ khi ảnh hồi sinh thằng ra lên được thôi. Một số bạn thì tới nay vẫn nói với mình là tỷ lệ ra thằng ra của Maric thì nó cao hơn so với tỷ lệ ra cái lá trong cái mắt xanh của chú kia ba, thì nó hơi chút bình thường, có gì đâu, bản này mod mà nó mạnh hơn khá là nhiều. Ai nó mạnh hơn là chuyện bình thường thôi, thậm chí là bản mod này được đánh giá là ai của Maric cũng khá là cao ấy. Nhiều bạn rất là nhiều, mình đọc mình thấy nhiều bạn cũng khen cái bản mod này nè các bạn, tại vì bản mod này thì nó làm cái Bakura là một đối thủ khá là khó chơi. Chọn cái đám Yuse, Yuma, Yuki rồi, thực sự ngoài sức mạnh ra thì cũng không có gì đáng ngại. Tại mấy cái lá bài chiến lược như là cái gì ta, Star Dragon rồi ấy, nó cũng không còn mấy mạnh nữa. Đúng là nó, do nó không có những cái effect của nó, cho nên nó là nó chỉ đơn giản là một cái lá bài mạnh thôi, không có gì đặc biệt. Rồi 100 máu thì trong trường hợp này thì không sao, giá này quýnh dằn co nè, nãy giờ hao bài khá là nhiều. Lưu ý con này là quỷ nhưng mà nó là thuộc tính thổ nha, cái sân này là búp cho toàn bộ là quái hệ âm hết, chứ nó không có cái lá nào là chứ nó không có quan tâm tới cái hệ của, mà nó chỉ quan tâm tới cái thuộc tính thôi. Rồi cho nên mình quăng ra không được cộng nha, chứ đừng nhiều bạn hỏi sao con này quỷ hoặc là không vô cái sân này không được cộng. Mà dù biết là con này nó cộng cho mấy cái lá, cái sân này nó cộng cho hệ bóng tối rồi, nhưng mà con này là thuộc tính thổ, quỷ nhưng mà thuộc tính thổ, không phải con quỷ nào có thuộc tính âm nha các bạn. Dáng này quýnh là khá là căng não đấy. Ông bà mình dám chơi luôn, thật ra là ổng muốn coi cái lá đó là lá gì thôi. Rồi thần ra xuất hiện, vừa rút bài luôn. Ghê đấy, ghê đấy. Rồi ông bạn mình thì thuộc dạng chơi hàng nhái rồi. Rồi đây, không sao không sao, chỉ sợ đối phương có tráp. Nó không có tráp mà nó có cái này thì cũng dở. Nhà tiên tri à, giờ còn như máu rồi mà xài nhà tiên tri. Trời ơi, quả này hơi bị hay. Không mất cái lá bài mà còn giúp được thần ra nữa là thuộc loại số giác rồi. Ê trời ơi, rồi xong mình thua. Đó là con này dở rồi. Anh thủ. Ảnh công thì mình thắng mà ảnh thủ thì mình thua. Rồi ok, ổ dáng này đúng là bất ngờ thiệt á. Wow, nãy biết về nãy không bắn là ngon rồi. Hay. Không, dáng này kịch tính các bạn. Mình mong chờ những cái dáng bài mà nó kịch tính giống vậy. Rồi ok, tiếp tục nào các bạn.
hay quá, cho cái máy khoan xuống hố tiếp. Phải như vậy mới được. Ây da, ôi cái máy khoan nó lên lại. À không, lấy con này để gọi anh bỏ bài xuống, lấy con này. Ồ, ra cái sân nữa hả? Wow. Thử. Rồi hay quá, vừa mới hồi sinh lên ăn đòn tiếp. Này thổ ế diễn sinh nữa. Chứ là giờ mình không có bài dùng mới là vấn đề đây. Rồi ông bạn mình giống như Maric rồi, rất thích chơi đốt nhà người ta. Hai ông thần thức, hai ông thần lửa đụng nhau các bạn. Rồi lấy con này chơi lại, ok ngon. Ê, vậy là ông trả bài cho đối phương đó nha ông bạn. Chắc ổng tính làm vậy để ổng kéo bài của đối phương rồi nè. Thì thật ra cái đó cũng là ý hay, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì như vậy không nên. Rồi xong. Chà. Rồi lượt coi lượt sao ổng có dở lên hay không đây. Dở lên đi, không cần phải phá. Rồi tốt. Mất một lá mà thấy mình lỗ rồi nha. Hai lá, ba lá rồi xong. Rồi được con này thôi cũng còn được. Ít nhất trời còn thương. Rồi một lá, rồi được con lá mình lỗ các bạn. Rồi ok, coi như mình lỗ một lá này cũng được. Đối phương hai rút ba thì giờ phải để xuống một lá rồi. Rồi ok, cho nó bắn hai phát. Hy vọng rút năm lá, mà rút năm lá trường hợp này đối phương có lợi hơn mình, tại vì đang lượt của nó. Bên này thì cái con tê giác á, nó sẽ mod lại thành cái con nhân mã này khá là ngon, 0.8 thủ 0.9 rồi. Con này mà vô đối phương mà thủ nó bắn rồi hồi là lũng giáp hết, tại vì nó bên đây thêm cái sân này vô nữa nó thành 2.3, các bạn, nó bắn đau cực kỳ luôn. Đúng rồi, hay. Rồi nó muốn rút cái gì ra thì chuyện của nó. Cũng không đủ đâu ông ơi, mới được có 3.000 à. Cùng lắm ông mạnh bằng đồng trắng mắt xanh đó mà điểm thủ còn chưa bằng. Đối phương nó còn 6-7 lá trong tay, nó còn phản công được. Hai. Rồi mình đang có lá hồi sinh trong tay thì không sợ nó. Chà, có cái này mình mới sợ nè. À, hay được. Thì ra ổng để dành cái lá này nãy giờ là có lý do. Rồi được lắm, một pha rất đẹp ông bạn của tôi. Bên đó là thắc mắc nãy giờ sao không phá cái sân. Quả này nên úp xuống thì hay hơn là ngửa lên, nhưng mà tại vì đủ điểm rồi nên úp xuống thì tốt hơn. Rồi ok, ra cho vui thôi. Chúng tôi có cái tường này từ Yugi thì cũng đỡ. Cái tường này phải lấy từ bản của Yugi Destiny các bạn. Thôi ai già mình mệt quá, thôi mình ngưng ở đây các bạn ha. Thôi mình nghĩ tính làm 4 giá mà thôi làm 2 giá thôi, mình mệt mình mang đi làm nữa. Rồi thôi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là series hợp tác với mình và bạn Okada Hanabira. Bye bye.